Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin chăm sóc sức khỏe tới cho các bạn Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là những cách bảo quản thịt để tránh thịt bị chết trong quá trình cấp đồng Thịt là một trong những thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta Ấn nhất là trong thời gian gần đây, khi mà giá thịt lợn tăng vọt lên thì mọi người thường có xu hướng là mua thịt lợn về nhiều để tích trữ lại trong tủ đông. Tuy nhiên, với việc tích trữ không đúng cách thì có thể khiến thịt bị chết trong quá trình cấp đông và khi chúng ta sử dụng thì sẽ không còn chất dinh dưỡng nữa, đồng thời nó còn chứa một số loại vi khuẩn có hại trong cơ thể. Chính vì vậy, việc cấp đông thịt như thế nào để không gây mất chất dinh dưỡng cũng như không làm chết thịt, đó là vấn đề được nhiều người quan tâm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về cách cấp đông thịt để không bị mất chất. Theo các chuyên gia, mỗi lần cấp đông thịt chỉ được lưu trữ tối đa là 4 tháng và những loại thịt được đông lạnh hay đóng băng quá thời gian trên đều không được phép tiêu thụ hay sử dụng. Cụ thể dù thực phẩm không bị hư hại nhưng thời gian cấp đông quá lâu cũng làm mất đi các chất dinh dưỡng cần thiết như các loại vitamin nhóm B, khoáng chất như sắt kẽm, magie và nhiều protein trong thịt cũng bị phân hủy, biến chất hay còn gọi là thịt chết. Không chỉ vậy, việc cấp và dã đông thịt khiến các tinh thể nước đá bên trong thịt to ra, các cạnh sắc nhọn của nó có thể đâm toạc tế bào, làm miếng thịt bị thất thoát nhiều nước cốt khi dã đông. Chính vì lẽ đó bạn sẽ cảm thấy khi nấu thịt ra nhiều nước, dễ bị dai, nhạt vị, lượng chất dinh dưỡng được giữ lại trong thịt cũng giảm thậm chí còn có tác động xấu đến sức khỏe việc bảo quản và đông lạnh thịt ở nhiệt độ cực thấp sẽ ức chế vi khuẩn trong thịt dù để lâu cũng không gây hại lớn cho cơ thể nhưng nếu trong quá trình đông lạnh thịt được giã đông và sau đó bị đóng băng một lần nữa rất dễ khiến thịt bị nhiễm khuẩn khi đó vi khuẩn không bị ức chế ở môi trường nhiệt độ thấp khi đi vào cơ thể con người sẽ phát tác độc tính đặc biệt là khi giã đông một số tế bào mô bị tổn thương sẽ có một lượng lớn protein và nước trong tế bào. Việc này khiến các vi khuẩn bùng phát nhanh chóng, rất dễ tạo ra các chất có hại khiến cơ thể nhiễm độc sau khi ăn. Vậy, cấp đông thịt như thế nào để giữ được cho thịt luôn tươi ngon cũng như là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì các bạn cần phải lưu ý một vài điểm dưới đây. Đầu tiên đó chính là khi chúng ta mua thịt về thì các bạn hãy nhớ rửa sạch tay trước khi cầm vào miếng thịt cũng như là vệ sinh thịt một cách sạch sẽ. Thứ hai, đó chính là chúng ta nên cắt thịt thành từng miếng nhỏ để dễ bảo quản hay cấp đông. Thứ ba, đó chính là khi cấp đông thịt chúng ta cần cho thịt vào các túi hút chân không hoặc là túi zip. Thứ tư, ngay cả tủ đông cũng phải thường xuyên làm sạch để loại bỏ vi khuẩn, giúp thịt giữ được sạch hơn. Thứ năm, để giữ lại tối đa chất dinh dưỡng trong thịt đông lạnh, bạn nên chọn cách giã đông từ từ như để thịt vào ngăn mát hoặc nhiệt độ phòng để thịt tự mềm. Thứ sáu, Thịt sau khi giã đông nên chế biến ngay lập tức, tuyệt đối không được đem cấp đông trở lại. Cuối cùng, nên ghi chú lại ngày mua thịt và ngày bắt đầu bảo quản thịt trong tủ lạnh để sử dụng đúng hạn, đặc biệt là khi thịt được giã đông ở ngăn mát. Chuyên gia khuyến cáo mặc dù giá thịt lợn đã tăng lên trong thời gian gần đây, nhưng cũng đừng mua quá nhiều thịt để tích trữ trong tủ đông. Mọi thực phẩm bạn chọn đều ảnh hưởng đến sức khỏe và gia đình của bạn. Và với những thông tin mà Kiều Anh vừa chia sẻ bên trên thì hy vọng đã mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích để chúng ta biết cách bảo quản thịt đúng cũng như là luôn giữ an toàn vệ sinh thực phẩm cho gia đình của mình. Và hy vọng với những thông tin ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích trong cuộc sống. Chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào, bình an. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn còn muốn tìm hiểu thêm thông tin về chăm sóc sức khỏe thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.